Mỹ Tâm là biểu tượng của sự nghiệp âm nhạc Việt Nam. Mỹ Tâm được xem là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của Việt Nam suốt 20 năm qua. Cô sinh ra tại Đà Nẵng và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình vào năm 1999. Từ đó đến nay, Mỹ Tâm đã trở thành biểu tượng của làng nhạc Việt Nam với những ca khúc đầy tình cảm và giọng hát đầy uy lực. Cô khởi nghiệp ca hát bằng album đầu tay Mãi Yêu 2001 và album Kế Tiếp Đâu Chỉ Riêng Em 2002, không lâu sau khi tốt nghiệp thủ khoa tại trường nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Album phòng thu thứ 3 Yesterday, Mỹ Tâm luôn giữ một tinh thần nghệ sĩ cao cả và không ngừng phấn đấu để giành lại những sản phẩm âm nhạc đẳng cấp. Cô luôn là ngôi sao được đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam yêu mến và tôn trọng nhờ tình cảm và sự tận tụy của mình với nghệ thuật. Tóm lại, Mỹ Tâm là một nghệ sĩ âm nhạc tài năng và nỗ lực với tầm ảnh hưởng lớn trong trường âm nhạc Việt Nam. Cô là biểu tượng của sự nghiệp âm nhạc Việt Nam và luôn là một ca sĩ nỗ lực hết mình để đạt được thành công trong sự nghiệp của mình.